Xin chào quý vị và quý cư dân, rất vui được gặp lại quý vị và quý cư dân trong bản tin tuần số 55 của Ban Quản lý Tòa nhà VMC tại dự án Park Spring. Trong tuần qua, nằm trong kế hoạch thường niên ngày 20 tháng 12, Ban Quản lý Tòa nhà đã phối hợp cùng với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an quận 2 tiến hành tổ chức phương án diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ quý cư dân. Buổi diễn tập bắt đầu vào lúc 9 giờ tại phòng kỹ thuật của tòa nhà. Các học viên được hướng dẫn phương pháp kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và các quy trình chữa cháy một vụ cháy, giới thiệu hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấu tạo, tính năng, tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các loại phương tiện chữa cháy, kỹ thuật chữa cháy, các động tác cứu người trong đám cháy, sơ cấp cứu ban đầu khi bị bỏng, ngạt do khói cháy nổ gây ra. Tình huống giả định là đám cháy xuất phát từ căn hộ C310, nguyên nhân xảy ra cháy là do sự cố điện. Chất cháy chủ yếu là giấy, thảm, các thiết bị điện, bàn ghế gỗ với diện tích khoảng 90m2. Do số lượng chất cháy nhiều, thời gian người dân phát hiện cháy chậm nên đám cháy phát triển nhanh, nhiệt độ tăng cao, khói bao trùm toàn bộ tầng. Tình huống cũng đạt giả định có 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy cần cứu hộ. Khi tình huống cháy giả định xảy ra, hệ thống chuông báo cháy tòa nhà reo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ phát hiện kịp thời và nhanh chóng liên hệ với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp của thành phố. Trong khi chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, lực lượng phòng cháy chữa cháy của ban quản lý tòa nhà và cư dân đã sử dụng bình chữa cháy, vòi phun nước để khống chế đám cháy lan rộng, tổ chức sơ tán người cũng như tài sản ra khỏi tòa nhà theo các đường thoát hiểm ra khu vực an toàn, bước đầu sơ cứu người bị nạn. Sau ít phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, tổ chức cứu hộ cứu nạn, sơ cứu người bị nạn. Buổi diễn tập đã diễn ra một cách thuận lợi và chuyên nghiệp. Các đội viên phòng cháy chữa cháy cơ sở đã phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với lực lượng chuyên nghiệp để cuộc diễn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn về người, tài sản và phương tiện. Đây là một hoạt động thường niên nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn phòng chống cháy nổ cho cư dân đang sinh sống tại tòa nhà. Trên đây là bản tin tuần số 55 của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.